Bé nhà em được 3,5 tháng, em vẫn hút L3 theo lịch là 7, 10, 13, 16, 19, 22 và 3 giờ sáng. Em kích lên được 182 bên, nhưng 2 tuần nay thì giảm còn 90 đến 120. Thì làm sao ạ? Thì có những, không biết là mẹ có gặp những cái nguyên nhân sau khiến cho mình bị giảm sữa không? Một là mẹ bị stress, lo lắng ha. Đây là cái nguyên nhân hàng đầu khiến cho mình bị giảm sữa nha. Thứ hai là mẹ đang bị ốm hoặc là mắc một cái bệnh gì đó mà mẹ phải uống thuốc, phải dùng thuốc để điều trị chẳng hạn, thì cũng sẽ làm cho mình bị giảm sữa. Thứ ba là mẹ rơi vào cái chu kỳ hành kinh. Thì thực ra khi mà mẹ đến cái ngày mà dâu rụng thì thường là lượng sữa của mình sẽ giảm đi, nhưng mà qua hết cái đợt đấy rồi thì sữa của mẹ sẽ tăng trở lại. Thứ tư là đôi khi mẹ bỏ một cữ nào đó, hoặc là mẹ quên cữ, hoặc là mẹ giãn dần cái cữ hút ra, thì cũng sẽ khiến cho mẹ bị giảm sữa. Thế thì mẹ tìm xem là mình có gặp những cái nguyên nhân như trên không để mình khắc phục nhé. Và song song đó này, mỗi một cữ hút ấy, thì mẹ cố gắng là mẹ lấy cái sữa ra một cách là hiệu quả, tức là mẹ làm trống bầu ngực thật là hiệu quả ấy. Thì đó là cái mấu chốt để giúp cho mẹ kích sữa. Mẹ có thể là bật chế độ massage lại một lần nữa bằng máy để mẹ kích thích thêm phản xạ số sữa và mẹ hút để thu thêm sữa, hoặc là mẹ có thể vắt sữa bằng tay thêm sau mỗi cữ hút nha, để mà mình có thể là làm trống bầu ngực tốt hơn, thì lúc đó là mẹ có thể tăng được sữa nha.